Thầy xin chào tất cả các em học sinh đã cùng quay lại với tuần số 5. Và trong tuần 5 này chúng ta sẽ có hai phần kiến thức trọng tâm. Đầu tiên đó chính là phép trừ có nhớ trong phạm vi 20. Thứ hai là phép trừ có nhớ trong phạm vi 20. Đối với phần 1, phép trừ không nhớ trong phạm vi 20, thì chúng ta sẽ phải cần ghi nhớ các phép trừ có hiệu bằng 10 trong phạm vi 20. Ví dụ 11 trừ 1 bằng 10, 13 trừ 3 bằng 10, 15 trừ 5 bằng 10, 17 trừ 7 bằng 10, 19 trừ 9 bằng 10, hay 4 cái phép tính ở phía dưới cũng có hiệu bằng 10. Đến với phần số 2 là phép trừ có nhớ trong phạm vi 20, thì chúng ta sẽ tính cái phép tính này. 13 trừ 5 bằng bao nhiêu? Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ trừ bằng cách là đếm bớt. Chúng ta sẽ đếm bớt bắt đầu từ số 13, đếm ngược lại thì 13, 12, 11, 10, 9 và 8. Như vậy 13 trừ 5 sẽ bằng 8. Hoặc chúng ta cũng có thể đếm bớt bằng cách là sử dụng ngón tay. Chúng ta sẽ trừ đi 5 nên chúng ta sẽ xòe 5 ngón tay. Và chúng ta sẽ đếm bớt từ lớn đến bé. Đếm bớt bắt đầu từ 13. Ví dụ ở đây 13, 12, 11, 10, 9 và 8. Như vậy 13 trừ 5 sẽ bằng 8. Chúng ta có cách tiếp theo là trừ bằng cách làm cho tròn 10. Thì ở đây chúng ta có một túi quả cam có một chục, tức là và 3 quả cam là 3 đơn vị, thì chúng ta có số 13. Thì 13 thì bằng 10 cộng với 3, hay 10 bằng 10 bằng 13 trừ đi 3. Thì chúng ta sẽ chuyển phép tính về dạng 10 trừ đi một số. Điều này gọi là làm cho tròn 10. Ví dụ chúng ta có một túi và 3 quả cam, tức là chúng ta có 13 quả lúc nãy, thì chúng ta sẽ gạch đi 3 quả cam. Đây đã gạch đi 3 quả cam, thì tức là 13 trừ đi 3 sẽ bằng 10. Thì mở túi cam ra chúng ta sẽ được 10 quả cam, vì chúng ta đã gạch đi mất 3 quả rồi. Thì sau đây chúng ta sẽ gạch thêm 2 quả cam nữa, thì tức là chúng ta sẽ đã gạch 5 quả cam, thì chúng ta còn 10 trừ 2 bằng 8. Như vậy 13 mà trừ đi 5 sẽ bằng 8, vì 13 trừ 3 bằng 10 và 10 trừ đi 2 bằng 8. Tiếp theo là phần bài tập đầu tiên, đó chính là phần trắc nghiệm. Thì chúng ta sẽ câu 1, hiệu của 12 và 7, tức là cái trừ 12 trừ đi 7 sẽ bằng, chúng ta có thể sử dụng bằng cách đếm bớt, thì 12 trừ 7 sẽ bằng 5. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án B là 5. Câu số 2, chúng ta sẽ điền số nào vào trong cái dấu chấm hỏi này. Thì để biết điền số nào vào trong dấu chấm hỏi này thì chúng ta sẽ phải tính cái phép tính là 15 trừ cho 9 bằng bao nhiêu. Thì 15 trừ 9 sẽ bằng, chúng ta sẽ tách về làm cho tròn 10 và sau đó chúng ta sẽ trừ tiếp cho một số. Thì ở đây là đề bài cho trừ tiếp cho số 4. Vậy thì 15 trừ cho mấy để còn 10 rồi các em? Có phải là 15 trừ cho 10 thì còn 10 không? Như vậy ở đây chúng ta sẽ điền số 5. Và đáp án ở câu này sẽ là đáp án A bằng 5. Đến câu 3, hiệu của 18 và số lớn nhất có một chữ số là. Như vậy chúng ta sẽ phải tìm số lớn nhất có một chữ số, đó chính là số 9. Vậy thì hiệu của 18 và số đó, tức là 18 trừ đi 9, lúc này sẽ bằng 9. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án A bằng 9. 18 trừ đi 9 sẽ bằng 9. Câu số 4, hiệu nhỏ nhất là hiệu của, ở đây 12 bằng 5 thì hiệu của 12 bằng 5 chính là 7. 16 trừ đi 8 sẽ bằng 8. 11 trừ đi 7 sẽ bằng 4. Và 14 trừ đi 9 sẽ bằng 5. Như vậy hiệu nhỏ nhất, tức là số nào nhỏ nhất trong 4 số này, có phải là số 4. Và số 4 là hiệu của
11 và 7. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án C. Câu số 5, chúng ta sẽ điền vào số nào vào trong cái dấu chấm hỏi này để được cái kết quả là lớn hơn một cái phép tính và nhỏ hơn một cái phép tính phía bên phải. Thì 12 trừ 4 sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 8. Và 5 cộng 6 sẽ bằng 11. Vậy thì số nào lớn hơn 8 và nhỏ hơn 11? Chúng ta có thể thấy là chúng ta có thể thế cái đáp án ABCD này vào trong dấu chấm hỏi. Vậy thì 16 trừ đi 10 sẽ bằng 6. Vậy thì 6 không thể nào lớn hơn 8 được. Vậy thì chúng ta sẽ thế tiếp là 16 trừ đi cho 8. Thì 16 trừ 8 là 8. Thì 8 cũng không thể nào lớn hơn 8 được. Ở đáp án C là 16 trừ đi 9 lúc này sẽ bằng 7. Thì 7 cũng không thể nào mà lớn hơn 8 được. Thì chỉ còn đáp án là D, 16 trừ đi 7. Lúc này thì 16 trừ đi 7 sẽ bằng là 9. Vậy thì 9 sẽ lớn hơn 8 và nhỏ hơn 11. Và chúng ta sẽ chọn đáp án D, 7. Ở câu số 6, 13 đội tham gia thi văn nghệ do nhà trường tổ chức nhưng chỉ có 4 đội đạt giải. Vậy thì số đội không đạt giải là, để tìm số đội không đạt giải, chúng ta sẽ lấy số đội tham gia trừ đi số đội đạt giải. Tức là chúng ta có phép tính 13 trừ 4 sẽ bằng 9. Và chúng ta có 9 đội đạt giải. Chúng ta sẽ chọn đáp án B, 9 đội. Đến với phần tự luận thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với bài 1 là tính. Thì đối với bài 1 này các em thấy là chúng ta sẽ áp dụng một điểm kiến thức, đó chính là chúng ta sẽ phải nhớ lại coi cái phép tính nào mà có hiệu bằng 10 trong phạm vi 20 để chúng ta làm cho nhanh chóng. Ví dụ 14 trừ 4 là bằng 10 và sau đó 10 trừ tiếp cho 2, như vậy sẽ bằng 8 và đáp án của câu này sẽ bằng 8. Tương tự như vậy thì 14 trừ cho 6 chúng ta cũng có thể tách là 14 trừ cho 4 và tiếp tục chúng ta trừ cho 2. Như vậy có phải là nó giống với lại đáp án của câu phía trên hay không? Và nó sẽ bằng 8. Như vậy ở câu này chúng ta đã tách cho nó tròn 10. Như vậy 14 trừ cho 6 bằng 8. Và tương tự 13 trừ 3 bằng 10, 10 trừ 5 bằng 5. Và 13 trừ cho 8 cũng bằng 5. 16 trừ 6 bằng 10 và 10 trừ 1 bằng 9. Và 16 trừ cho 7 là bằng 9. Tương tự 15 trừ 5 và trừ cho 3 tiếp tục sẽ bằng 7. Và 15 trừ 8 sẽ bằng 7. 11 trừ cho 1 bằng 10 và 10 trừ cho 6 sẽ bằng 4. Vậy thì 11 trừ cho 7 cũng sẽ bằng 4. 12 trừ 2 bằng 10 và 10 trừ 4 sẽ bằng 6. Như vậy 12 trừ 6 sẽ bằng 6. Và chúng ta đã xong bài số 1. Chúng ta đã áp dụng cái điểm kiến thức là hiệu bằng 10 trong phạm vi 20. Bài số 2 là chúng ta sẽ điền số vào trong cái ô trống này, tức là hiệu. Và hiệu thì chúng ta sẽ lấy số biệt trừ, trừ đi số trừ. Và 12 trừ đi 4 sẽ bằng 8. 11 trừ 3 cũng bằng 8. 11 trừ 2 bằng 9. 13 trừ 5 bằng 8. Và 15 trừ 6 bằng 9. 11 trừ 4 bằng 7. Và 14 trừ 8 bằng 6. 17 trừ 9 sẽ bằng 8. Và đó là bài số 2. Chúng ta sẽ đi tín hiệu của số biệt trừ và số trừ đã cho. Tiếp đến bài số 3 là chúng ta sẽ tính. Chúng ta tính, chúng ta có thể là làm cho tròn 10 hoặc là chúng ta sẽ đếm ngược bằng cách chúng ta xòe ngón tay ra, chúng ta đếm. Thì 12 trừ đi cho 3 thì có phải là bằng 9. Vì sao ra bằng 9? Chúng ta sẽ lấy 12 trừ đi 2 sẽ bằng 10 và trừ tiếp cho 1. Là 10 trừ 1 lúc này sẽ bằng 9. Vậy đáp án câu này sẽ là 9. Tương tự như vậy các em sẽ làm 16 trừ 8 bằng 8 và 11 trừ đi 5 sẽ bằng 6.
14 chia đi 9 sẽ bằng 5. 13 chia 6 bằng 7. 13 chia 9 bằng 4. 15 chia 7 bằng 8. Và 12 chia 7 sẽ bằng 5. Như vậy chúng ta đã làm xong bài số 3 và chúng ta sẽ đến với bài số 4 là chúng ta sẽ so sánh các số cũng như là các phép tính với nhau. Thì chúng ta sẽ phải tính ra 17 chia đi 9 sẽ bằng 17 chia 9 bằng 8. Vậy thì 8 so với 11 thì có phải là 8 sẽ bé hơn 11 không? Chúng ta sẽ điền dấu bé. Và tiếp đến 13 chia 9 sẽ bằng 4. Vậy thì 5 so với 4 thì 5 sẽ lớn hơn 4. 12 trừ cho 6 này bằng 6. Và 11 trừ 6 thì bằng 5. Vậy thì 6 sẽ lớn hơn 5. 13 trừ 7 bằng 6. 15 trừ 9 bằng 6. Như vậy ở 6 sẽ bằng 6. 14 trừ đi 7 thì bằng 7, và 12 trừ 8 bằng 4, và 7 sẽ lớn hơn 4. 16 trừ đi 9 sẽ bằng 7, và 17 trừ 8 sẽ bằng 9. Như vậy 7 sẽ bé hơn 9. Và đó là bài tập so sánh. Đến bài số 5, hỏi dưới ao còn lại bao nhiêu con vịt. Thì đầu tiên nhìn vào chanh, chúng ta sẽ phải đếm coi có tất cả bao nhiêu con vịt ở trong chanh. Chúng ta sẽ cùng nhau đếm nhé. Thì đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 con vịt ở trên dưới ao và cả trên bờ. Như vậy, ở trên bờ có 3 con. Thì chúng ta sẽ lấy tổng số vịt trừ đi số vịt trên bờ sẽ ra được số vịt dưới ao. Và lúc này chúng ta sẽ có cái phép tính là 12 mà trừ đi 3 con vịt ở trên bờ. Lúc này 12 trừ 3 sẽ bằng 9. Như vậy chúng ta trả lời là dưới ao còn lại 9 con vịt. Và đây chính là đáp án là dưới ao còn lại 9 con vịt. Tiếp đến là bài số 6. Thì nhà Mai trồng 15 cây chuối, có 7 cây đã cho quả. Hỏi còn lại bao nhiêu cây chuối chưa cho quả. Thì để biết được còn lại bao nhiêu cây chuối chưa cho quả, chúng ta sẽ lấy tổng số cây chuối trừ đi số cây đã cho quả. Thì chúng ta sẽ có phép tính là 15 trừ 7 lúc này sẽ bằng 8. Như vậy nhà Mai sẽ còn lại 8 cây chuối chưa cho quả. Và đây cũng chính là đáp án của bài số 6. Tiếp đến là bài số 7. Chú Minh có một cây cảnh cao 14 decimet. Để cho cây đẹp hơn thì chú đã cắt tỉa đi phần ngọn dài 5 decimet. Hỏi hiện tại cây cảnh của chú Minh cao bao nhiêu decimet? Thì chú đã có cây cảnh cao 14 và chú đã cắt đi 5. Vậy thì chúng ta sẽ làm phép tính là 14 trừ cho 5 sẽ bằng 9. Như vậy chúng ta sẽ trả lời hiện tại cây cảnh của chú Minh cao 9 decimet. Và đây cũng chính là bài đáp án của bài số 7. Và cuối cùng thì chúng ta cũng đã xong phần ôn tập cũng như là giải bài tập của tuần số 5. Và thầy xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn học sinh trong các tuần sau.